Đây các em thấy không, giao diện nó rất là đẹp luôn và mình cảm thấy là rất là ưng giao diện này luôn các em ạ. Rất là ưng cái giao diện này luôn, kéo từ bên dưới kéo lên. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, rất là mượt mà luôn ha. Mượt mà, cực kỳ là mượt mà luôn và mình rất là thích cái launcher này. Anh em nào cài đặt thành công cái launcher này thì đừng quên để lại bình luận bên dưới để đánh giá và cũng như để góp ý để mọi người biết và tải về để trải nghiệm cái launcher này nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Team Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, hello, chào mừng các anh em đã quay trở lại với lại cái channel của mình. Và tiếp tục trong cái chủ đề chia sẻ với anh em cái cách để chúng ta tùy biến giao diện dành cho điện thoại Android. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn chia sẻ với các anh em cái cách để chúng ta biến giao diện của điện thoại Android của mình trở thành cái giao diện mang chủ đề phong cách của điện thoại iPhone. Phong cách điện thoại như thế này, rất là gọn gàng và tinh tế luôn, rất là đơn giản luôn. Và chúng ta có một cái giao diện bên góc trên là cái widget pin nè, bên phải là những cái icon về giải trí và bên dưới là chúng ta sẽ có cái widget về ngày tháng, nhấn vào nó vẫn ra bình thường ha. Rồi, bên dưới này chúng ta sẽ có góc trái bên dưới là những icon về mạng xã hội và góc phải bên dưới là icon thời tiết, nhấn vào nó ra thời tiết luôn, rất là hay. Và bên dưới là chúng ta sẽ có cái thanh dock là bên dưới gọi điện nè, lịch nè, danh bạ nè và máy ảnh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tùy biến được giao diện như thế này? Thì bây giờ các anh em hãy cùng mình theo dõi hết video này. Mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết cho các anh em cái cách để chúng ta biến cái giao diện Android của mình một cách đơn giản nhàm chán như thế này trở thành cái giao diện iPhone rất là gọn gàng và tinh tế như thế này ha. Rồi, để có thể biến được cái giao diện của mình từ Android sang iPhone thì đầu tiên các anh em tải và cài đặt cho mình bốn cái file này. Thứ nhất là Nova Launcher, thứ hai là ứng dụng KWGT phiên bản RAW và thứ ba là cái gói icon dành cho iPhone 12. Và thứ tư là cái quan trọng là cái gói theme Nova mà mình đã tùy biến sẵn rồi. Thì những cái video trước mình cũng chia sẻ với các anh em cái cách để chúng ta mod giao diện, tùy biến giao diện trên cái Launcher Nova rồi. Rồi anh em nào ở những video trước chúng ta đã tải cái Nova Launcher và KWGT rồi thì trong video này các anh em chỉ việc tải thêm cái gói icon của iPhone 12 và cái theme Nova 03 thôi ha. Rồi, liên tải 4 cái file này mình có để trong phần bình luận bên dưới video. Các anh em kéo xuống phần bình luận ghim bên dưới ấy, có cái liên tải, các anh em nhấn vào cái liên tải đó sẽ đến cái trang tải, sẽ có hướng dẫn cho các anh em cái cách tải luôn. Ok. Rồi, sau khi mà các anh em tải về 4 cái file này rồi thì các anh em cài đặt cho mình lần lượt. Thứ nhất là Nova Launcher, thứ hai là cái ứng dụng KWGT và thứ ba là cái gói icon iPhone 12. Ok. Cài đặt lần lượt cho mình 3 cái ứng dụng đầu tiên nha. Thì cách cài đặt nó rất là đơn giản thôi, chỉ việc nhấn vào cài đặt ha. Rồi còn đối với lại cái file thứ tư là cái file nén Nova Theme á, thì ở đây mình sẽ dùng cái công cụ là ES duyệt tập tin để mà mình dễ nén ha. Anh em có thể sử dụng những cái công cụ khác, ví dụ như Sativer để dễ nén cũng được nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ES duyệt tập tin và mình sẽ tìm đến cái file số 4 mà mình đã tải về là Nova Theme 03 này. Sau đó mình sẽ nhấn chọn vào trong Nova Theme và mình nhấn dấu ba chấm bên dưới và chọn dễ nén vào. Ok. Tiếp ok nè. Rồi, dễ nén xong rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái thư mục vừa dễ nén, nhấn vào trong đây. Rồi, sau khi dễ nén xong, chúng ta sẽ được 5 cái file như thế này. Trong đây chúng ta sẽ có một hình nền là Wallpaper 03. Các anh em hãy cài cái hình này làm hình nền cho điện thoại ha. Thì cái cách cài hình nền thì các anh em cũng biết rồi, đơn giản thôi. Còn anh em nào chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn lại. Chúng ta sẽ nhấn giữ vào màn hình và chọn hình nền ha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chọn vào bộ sưu tập và chúng ta tìm đến cái hình mà chúng ta mới vừa dễ nén khi nãy để chúng ta cài làm hình nền ha. Ở đây mình xem đây Nova 03 này. Có hình nền này, nhấn vào trong đây. Và sau đó các anh em chỉ việc là nhấn đặt làm hình nền thôi. Rồi, sau khi cài đặt hình nền xong rồi, bước tiếp theo các anh em mở cái ứng dụng Nova Launcher lên. Cái hồi nãy mà các anh em vừa cài đặt khi đầu á. Rồi, mở lên. Đây, cái ứng dụng nó sẽ có icon như thế này nè. Ha, rồi các anh em mở Nova Launcher lên. Khi mà các anh em mở lên á, thì mặc định nó sẽ ra cái màn hình như thế này. Ha, nó chưa tùy biến gì hết. Thì bây giờ các anh em hãy tùy biến cho mình bằng cách là các anh em nhấn vào trong cài đặt Nova nè ha. Và tiếp đến, các anh em hãy chọn đặt cái launcher này làm cái trình màn hình chính cho máy luôn. Chứ không phải là khi mà cài đặt nó thoát ra lại ra cái giao diện cũ như vậy. Ha, thì bây giờ các anh em hãy vào trong cái phần cài đặt và chọn không đặt làm mặc định thì các anh em nhấn vào. Nó sẽ đưa các anh em đến với cái phần cài đặt để các anh em đặt làm màn hình chính. Rồi ở đây mình sẽ đặt ứng dụng là mặc định. Tiếp theo mình sẽ chọn trình khởi chạy và chọn Nova Launcher, nhấn vào và chọn thay đổi. Rồi sau đó mình thoát ra. Rồi như vậy cái Nova Launcher nó đã trở thành cái trình màn hình chính của mình rồi ha. Rồi, sau khi mà các anh em cài đặt cái Nova Launcher trở thành cái launcher chính của máy rồi. Rồi thì bước tiếp theo các anh em nhấn vào trong cái cài đặt Nova Launcher nè ha.
Rồi, tiếp theo các anh em chọn vào trong cái phần là sao lưu và khôi phục, các anh em nhấn vào ha. Tại đây các anh em nhấn tiếp vào cho mình cái phần là khôi phục sao lưu, nhấn vào trong đây và nhấn vào chữ duyệt. Ok. Rồi, tiếp theo các anh em tìm đến cái phần tập tin và tìm đến cho mình cái khu vực download khi nãy. Đây. Rồi các anh em tìm đến cái thư mục mà các anh em vừa dãy nén khi nãy đấy là Nova Theme 03 đấy, các anh em nhấn vào. Đây, ở đây các anh em tìm cho mình cái Nova Theme 03 nova.backup nha. .backup các anh em nhấn vào và chọn cho phép. Ok, nhớ là backup nha các anh em. Rồi ok. Rồi thoát ra, chúng ta sẽ được cái màn hình như thế này ha. Rồi, đến bước này các anh em đã thấy cái giao diện của mình nó dần hình thành rồi. Và tuy nhiên là chúng ta cần phải chỉnh cho những cái icon này theo phong cách của iPhone ha. Thì bây giờ các anh em hãy vuốt cái màn hình từ dưới vuốt lên và chọn vào cài đặt Nova. Tiếp đến chúng ta sẽ nhấn vào trong cái phần giao diện ha. Và chọn vào kiểu biểu tượng. Và tiếp theo chọn vào chủ đề biểu tượng và tìm đến cái gói iOS 12 Icon Pack mà khi nãy mình đã cài ha, rồi nhấn vào. Rồi thoát ra. Thì lúc này cái điện thoại của mình nó đã có những cái icon theo phong cách của iPhone rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cài những cái widget vào trong đây ha. Mình nhớ không lầm thì bên trên sẽ là phần widget của pin, mình sẽ nhấn vào widget nè, click to set up or long press to resize đó, nhấn vào ha. Rồi, chúng ta chọn vào let's go, next, next. Rồi chọn cho phép luôn. Nha. Rồi, tới đây bây giờ các anh em hãy nhấn vào cho mình cái phần là import. Import nha. Rồi các anh em tìm đến cái thư mục mà các anh em dãy nén khi nãy á. Ở đây mình sẽ chọn vào phần thảy xuống. Rồi chọn vào cái Nova Theme 03 mà mình vừa dãy nén nè. Ở đây mình sẽ tìm đến cái phần là battery, là phần pin á, các anh em nhấn vào trong đây. Ok, rồi tiếp đến các anh em chỉ việc là nhấn vào trong cái phần widget này. Rồi, ok, nhấn ok tiếp ha. Rồi, nhấn vào cái ổ đĩa bên trên để save lại, lưu lại, rồi thoát ra ngoài. Đây, chúng ta đã được cái phần pin rồi. Tiếp đến, bây giờ các anh em nhấn tiếp, click to setup or long rest to resize bên dưới. Ở đây là phần lịch ha. Rồi, mình sẽ nhấn vào import. Rồi, mình sẽ tìm đến cái phần lịch nè, là calendar nè. Rồi, nhấn vào trong đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào cái phần lịch này. Rồi. Ok. Rồi nhấn vào cái đĩa bên trên để save lại, lưu lại. Rồi nhấn cái chữ fit nha. Nhấn vào cái chữ fit. Rồi chọn cho phép. Rồi sau đó các em nhấn vào trong cái đĩa để lưu lại. Rồi thoát ra ngoài. Đấy. Rồi cái phần bên dưới nữa là cái phần thời tiết. Nhấn vào trong đây. Và làm tương tự. Import. Tìm đến cái phần weather. Nhấn vào weather. Rồi sau đó kéo xuống và nhấn vào trong cái widget weather này. Rồi. Lúc này thì các anh em nhấn vào câu đĩa để save lại ha. Rồi bây giờ các anh em chỉ việc thoát ra. Ok. Rồi như vậy là mình đã thiết lập cái giao diện phong cách iPhone cho điện thoại Android cho các anh em xem rồi nè. Rồi khi mà các anh em vuốt từ bên dưới vuốt lên, nó sẽ ra cái ngăn chứa của tất cả các ứng dụng cài đặt trong máy. Và cái nền của nó là cái nền trắng đục và có cái phần trong suốt nhìn thấu ở bên kia một tí xíu và chữ màu đen. Và khi mà chúng ta sử dụng cái giao diện này lúc tối thì cái nền này nó tự động nó sẽ chuyển về màu đen và chữ nó chuyển sang màu trắng, dễ nhìn hơn ha. Cái sắp xếp cũng rất là ngăn nắp luôn. Ok. Và bên dưới chúng ta sẽ có phần tìm kiếm của Google bên dưới luôn. Và bên trên này sẽ là những cái ứng dụng thường dùng sẽ được sắp xếp ở bên trên. Rất là khoa học và logic luôn ha. Rồi quay trở lại màn hình chính là chúng ta sẽ có giao diện như thế này, tinh tế, gọn gàng và dễ nhìn. Và ở đây á, để tránh cái trường hợp mà các anh em vô tình các anh em chạm vào những icon này làm cho nó sai lệch vị trí á, thì mình đã khóa cái bố cục này lại rồi để cho nó cố định lại một chỗ. Đấy, khi mà các anh em nhấn vào trong những icon này thì nó sẽ hiện ra đã khóa màn hình rồi, không có di chuyển được. Thì bây giờ các anh em chỉ việc là nhấn giữ vào cái ổ khóa nè, giữ khoảng 2 giây là nó sẽ trở về màn hình bình thường và chúng ta có thể là nhấn giữ vào những icon này để chúng ta di chuyển được ha. Và chúng ta có thể thay đổi bằng những icon khác, kéo xuống nè. Bây giờ mình sẽ thêm cái trình duyệt Google vào trong đây. Đây. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ xóa cái phần Zalo này đi. Đấy, chúng ta có thể thay đổi icon ha. Rồi để mở khóa cái bố cục này thì đầu tiên các anh em hãy kéo cái màn hình từ bên dưới kéo lên và vào trong phần cài đặt Nova, nhấn vào. Và tiếp theo các anh em nhấn vào màn hình chính và kéo xuống bên dưới, nhấn vào phần nâng cao nè, tìm đến cái phần khóa bố cục nè, các anh em tắt nó đi. Rồi các anh em thoát ra ngoài. Như vậy chúng ta có thể thay đổi cái vị trí cái icon một cách dễ dàng ha. Rồi như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các anh em cái cách để chúng ta tùy biến giao diện của điện thoại Android theo phong cách của điện thoại iPhone mới nhất. Nhìn rất là gọn gàng và tinh tế luôn. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái giao diện nền đen cho nó dễ nhìn và nó sạch sẽ ha. Rất là sang, nhìn rất là sang ha. Có thể là lần đầu tiên khi mà các anh em xem cái video này, các anh em sẽ cảm thấy phức tạp, rườm rà, nhiều bước quá.
Nhưng thật sự là nó đơn giản lắm, nó không có phải phức tạp gì đâu. Do là các anh em mới làm quen với lại cái cách cài giao diện, từ biến giao diện như thế này, các anh em thấy phức tạp. Nhưng mà cài quen rồi thì các anh em thấy là nó cài rất là nhanh luôn, đơn giản lắm. Chỉ khoảng là 30 giây đến 1 phút mình đã cài xong cái giao diện này rồi. Đơn giản, nó không hại máy gì, với lại là rất là mượt và không tốn pin nha. Mình đã test thử cái Nova Launcher này cũng một thời gian rồi, và mình cảm thấy là điện thoại của mình nó không có tốn pin gì hết mà nó lại mượt nữa. So với lại cái Launcher gốc của máy thì Nova Launcher nó giúp mình tùy biến cái giao diện tốt hơn và thoải mái hơn, và mình có thể tùy biến theo nhiều phong cách khác nhau. Và trong những video tiếp theo thì mình sẽ cố gắng chia sẻ với các anh em những cái thêm những cái tùy biến mới mà mình sưu tầm được cũng như là mình chế ra được, mình chia sẻ với các anh em ha. Nếu như mà các anh em cảm thấy chia sẻ của mình hay, hữu ích thì đừng quên cho video này một like và nhấn subscribe đăng ký kênh YouTube của mình. Rồi, cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các anh em ha. Goodbye.